Quỳnh Lê xin được hát với YouTube của anh Phụng Võ với một trích đoạn từ anh Phụng Như Đình. Phụng Như Đình đã đến nay, sao giờ này chẳng thấy nàng ngã điêu. Vậy ta mau tóc phạm kỹ tiền, chờ nàng ra đây cùng ba đôi chẳng hiểu giờ này là giờ nào, hẹn người ta mà không đến, con người ta bạc con người ta giả, bố đợi ra đây bố sẽ nhắc nhéo nhắc nhéo nhắc nhéo. Tình Lan ơi, em ra đây từ nãy đến giờ nè. Điêu thuyền dạ đây hàng trong đó đã đến đây, nước ngàn trùng nhẹ tắt đường bay, sông muôn cụm mà chen lá liễu. Nàng qua đây cho ta biểu, chàng qua đây cho em biểu. Ta nói nàng qua đây cho ta biểu, chàng qua đây em biểu. Một biểu, hai biểu, không, ba biểu, 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 biểu. Trời trời ơi, cái gì mà hai, ba, bốn cái biểu, biểu. Tôi biết cái biểu nào hả? Bây giờ nàng qua đây tiếp qua không có được. Tại sao nàng qua đây không được? Tại vì năm mắt, cầu. Nó mắc cái cầu. Ờ. Cái cầu sao mà mắc? Thì cái cầu nhỏ xíu hả? Em thì qua gửi em chợp chân, em té xuống nước, rồi uống nước rồi chết, rồi làm sao? Ở đó mà nhõng nhẽo với ta, về nhõng nhẽo với ông bụng bự đi. Nè, bây giờ nàng qua đây không? Nàng qua đây rước em hả? Cái gì? Ta qua rước nàng. À hả? Làm gì mà phát hiện đó? Bây giờ không qua phải không? Không, không, không qua thì tôi đứng ở đây hoài. Cái gì? Đứng ở đó hoài hả? Ồ. Được rồi, đứng ở đó đi. Để ta kiếm cái cục đá ra chọi cho. Trời ơi, chết tôi rồi nè. Đau quá. Chuyện gì vậy Tiêu Thuyền? Bể cái mũi của tôi rồi nè. Đau quá hả? Trời ơi, cái cục đá ta còn cầm trong tay nè. Chọi hồi nào mà bể mũi? Ủa, chưa chọi hả? Tưởng chọi rồi thì bể mũi, còn chưa chọi thì không sao. Thôi được, để ta qua trước nàng, rồi nàng sẽ biết tay của ta. Nè, lẹ lẹ lên nha, lẹ lẹ lên nè, để tôi chờ lâu tôi giận nè. Điêu thuyền á, ôi da trời ơi, chuyện gì nữa vậy? Gãi cái cẳng tôi rồi nè. Cái cẳng sao? À, máu đâu máu trắng sáng. Còn cái giọng nhõng nhẽo kìa, về nhõng nhẽo với cái ông bụng bự đi. Thôi mà đi mà ha, đừng có ghen mà vuốt giận đi mà ha. Người ta giỡn có chút xíu mà quạo hả? Vuốt giận đi mà ha. Rồi bây giờ nàng chịu qua chưa? Nè, nắm tay tôi đi, rồi dẫn tôi qua ha. Đi. Á trời ơi, cái gì nữa vậy? Nói nhỏ nhỏ thôi, là lớn làm người ta hết hồn. Nhõng nhẽo ha. Đi. Á trời ơi, cái gì nữa vậy? Nè, chàng là quân tử, nắm tay người ta thì nắm cho nhẹ nhẹ, chàng nắm mạnh làm người ta hết hồn hả? Nắm nhẹ nhẹ hả? Nắm nhẹ nhẹ là nắm sao? Là nắm nhẹ nhàng êm ái. Là nắm về phải không? Cái gì vậy? Trời ơi, nắm tay người ta không nắm, nhéo người ta. Cái
gì đâu nắm mạnh nàng không cho, mà nắm nhẹ nàng cũng không chịu. Ta biết phải làm sao bây giờ? Trời ơi con kìa, con mặt giận kìa. Mặt giận sao? Giận thì dễ thương nè. Kệ ta, mặt tròn méo kệ ta. Giờ sao? Chịu qua chưa? Chịu nè, đi ha. Nè, đi từ từ nha. Tôi không biết lỗi đâu. Không biết lỗi phải không? Được rồi. Ê, ê. Ê, sao ôm người ta? Vậy cho nó chắc à. Điêu thiền. Dạ. Về đi. Ủa, cái gì kỳ cục không hả? Không có điểm người ta qua đây, chưa nói gì hết trơn hết trội rồi cái đuổi người ta về hả? Ờ, tại hồi nãy ta nhớ, ta thương, ta muốn gặp nàng. Bây giờ, ta nhớ hết thương, ta đuổi nàng về đó. Nè, đuổi phải không? À, đuổi thì tôi về. Tôi về với thằng cha bụng bự à. Nàng về đi. Tôi về thiệt à. Không cản hả? Tôi về thiệt nè. Về đi. Anh có hành với vợ. Cái mặt đẹp trai nè, mà không ưng. Ưng chi cái người mặt đẹp thấp râu ria, cái bụng bự như là con ở ương vậy đó. Mà nói thiệt với nè, ta Tiêu Thiền ơi, Tiêu Thiền à, Tiêu Thiền ơi. Tiêu thuyền à, mày tắt hay lại, có nặng gì chưa? Chứ yêu thương gì mà kêu tiêu thuyền. Em chào chị Lan Hương. Hôm nay em mời chị hát cho luôn với em nha chị gái. Khuyên quân tử bớt cơn nóng mà tanh, để cho em đây càng tỏ nguồn cơn. Có phải đâu em là kẻ phụ lời giao ước lòng này ghi tạc, Tiêu Thiền. Dạ. Ngày xưa ta mơ ước cùng hai đất duyên tình, câu ấm ái quả hậu tình kết đôi chân đi bạc hồng. Phụ thân đã hứa cùng ta kết duyên châu dần, sao ai nỡ đành tâm phụ trái duyên nhân lời trên. Cha đã hứa làm con dám đâu sai lầm, tim lòng đã nguyện cao cho chàng phụng tiếng. Em thầm mơ xây hạnh phúc triền miên đất xây mộng tình, sao nay lại nỡ phụ em lời đắng cay. Chị chào vợ Phụng Tiêu. Cũng chào em trai Sơn Nguyễn nha. Một mối tình đó làm ta phải đau ưu sầu. Vì sao đã bao tình tình lang bớt cơn lời đình, lòng nghe em lời phân phải đâu vì tước vì quyền, mà hôm ước em đây lôi quyền. Lòng em biết thâm yêu chàng, buồn cơn đắng đen ra sao càng bao cả phận. Bye.
chàng nỡ lạnh lùng hất hồi. Để cho em tình sầu duyên tuổi ngắm thương đau nhẹ nhẹ thoáng qua lòng. Chúng mình cùng hải thề sớm mình chung dài tâm đồng. Chợ tinh nhạc thiệp hồng pháo đỏ đón thân hương kiểu cưới đầy qua. Cười khi đồng thái sư dinh nội sang qua, hỏi mọi sự mới biết tiêu thuyền là của Lữ Bố. Người bảo dù không sanh nhưng đã lầm nhận làm dương phụ, xin rước dâu về đẹp tình cùng nghĩa tử. Chào ca sĩ Chí Dũng Cùi Lê à. Điêu thuyền phùng nàng phụ ta để về bên đông nhà, nộp lệ đứng nhìn hải quốc xa. Trời mây trao nghiêng bấn loạn tâm hồn, nàng hỡi sao đành mối duyên đầu tan vỡ. Với ai nỡ đâu đành phụ trong cách ly, tham chức quyền vinh cũng già để riêng ta ôm nỗi đau. Tình lạc ơi lẽ nào em trong quên, tiền đã trao vì đâu xuôi nên bé bà chiến hồn. Thuyền khuyên âm tay đã ngăn bờ chia lối. Bây giờ đông nhà em lòng cha em gái trao như cánh sương múa màng giọt lê sâu quen ước mấy. Chị Hằng Phạm còn đó không ạ? Nếu không còn điều thì thôi bất kỳ hộ cam sinh ca bảo hồng trên non ba miền lòng ta không sao. Chỉ sợ cho á thuyền quý một nhà hầm. Chào Minh Quang Lê nha, ca sĩ có kênh YouTube vừa đây xin mời bình luận like ạ. Lời ước giao đó giờ đây chồng, ta dùng phân tưới nước cho cành hoa đào tươi sắc, hương tỏ ngát ngào điều tô đẹp trần gian. Nhưng ngờ đâu tình phải ly tan, ta chung thủy còn màng bồi ước. Trong cô đắp xuôi đàn kia thấy ngược, ai đã đáng tâm làm phím làm tơ trùng. Tôi cho thiên mã hồng trung chiên điêu thuyền
nữ phụng tiên này không kiếp sợ một ai, mà đến hôm nay ta phải bó tay trước quy luật của hoài. Trong văn khảm rõ đây là duyên nợ, nhưng đạo luân thường là nghĩa mẹ con. Non cao ai đắp mà cao, sông sâu ai bơi, ai đào hôi sâu. Phụng tiên ơi, xin chàng hãy hiểu cho lòng thiếp, nghịch cảnh mẹ bà cho động tác lão gia. Thôi, nếu lòng đã hiểu nhau, luôn luôn phải chỉ xé lòng rồi. Nàng về đi Phụng tiên. Đời thì như cánh bèo trôi theo dòng, dòng đời đưa đây về nơi chân trời. Hoàng hôn buông xuống đem bao trùm phủ thân gầy, lạnh lùng giá băng tiếp cô đơn buồn. Phút giây tương phùng, cõi đớn đau trong lòng, rồi xa nhau gần chung. Ngàn qua đi mối duyên ban đầu chỉ thêm sầu, duyên này kiếp sau mới mọc sụp dậy. Phụng tiên ơi, lỡ một đời qua cho tên lão tặc, tiếp đã chọn cho mình cái chết từ lâu. Chết để tạ tội với người xưa, chết để giữ tròn tiết hạnh. Tiếp còn nâng ná kiếp sống thừa, là mong được một ngày gặp lại muôn nhân, để tất lòng này được tỏ càng. Rồi tôi sẽ quỷ mình chôn giặt nỗi sầu riêng. Nhưng mà tôi tức lắm mà, tôi tức cho ai kia nè, khi yêu lại yếu hèn khiếp nhược, tham vọng quý quyền chỉ biết cúi đầu gạt lệ, mặc người ta dằn tan trái tim này. Sống không trọn nghĩa tào thang, thiết nguyện mang xuống tiền tài đúng. Bây giờ chỉ có cái chết mới tỏ lòng chung thủy. Nàng có dám chết không? Nếu mà nàng chết thì ta mới tin. Trời ơi Phụng tiên, thiếp đã nói hết lời mà chàng chẳng hiểu. Thôi thì tôi chết đi cho ai kia vừa lòng. Chết đi. À, được rồi, để tôi chết cho ai kia vừa lòng mà. Tôi chết nè. Hoan nguyên sinh bởi Phụng tiên thử đó, cho biết rõ lòng dạ thiền quyên. Do nghịch đâm nhớ chiều, bó thông thuyền cuộc sắp bao liêu. Thiếp muốn chết đi cho rồi nè, không gì mà bị phụ phàng nè. Cái đất dài soi xếp, nào gian dối để sống bên em chút kiếp tàn thời. Thôi đi, tôi chết cho ai kia vừa lòng. Ôi hỡi cục cưng ơi, không có cục cưng gì hết ta. Ôi hỡi tình nương ơi, không có tình nương gì hết ta. Gai sắc mộ trao tài, duyên lại quả duyên. Điêu thuyền với Phụng tiên gặp gỡ,
cắm như hoa đỏ lên. Điêu thuyền phồng tiên Tiên Lê xin cảm ơn tất cả anh chị em đã cổ vũ cho YouTube của anh Hai Phụng Võ và Tiên Lê.